Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con và chúng sinh từ vô thủy đến nay đã tạo rất nhiều điều tội lỗi, nay có duyên lành gặp được Phật pháp và đã được ngài thương ngài về trú xứ nơi đây, để chúng con thanh xin thay mặt toàn thể gia đình cùng tất cả chúng sinh xin được quy nương tựa nơi ngài Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con được nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của ngài Đại Thánh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, và con được thiện tri thức là thầy Tâm Tạng cùng các bạn đồng tu trong nhóm cầu đạo do thầy Tâm Tạng dẫn dắt hàng ngày hướng dẫn con tu tập. Con xin tâm cảm động, một lòng một dạ đối trước ngài. Con xin phát lời thệ nguyện như vậy: con nguyện từ nay trở đi đến tận cùng đời vị lai, nhấn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con xin được quy nương tựa nơi ngài Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con nguyện từ nay trở đi đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con sẽ được giáo hóa khuyến dụ chúng sinh đồng biết đến ngài và quy theo ngài, cầu xin tất cả các chúng sinh đều được lợi ích lớn. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con cầu xin ngài Đại Từ Đại Bi chứng minh cho sự quy y và lời cầu nguyện của con, để đời đời kiếp kiếp không bao giờ con quên mất lời nguyện này. Dạ, hiện con là người phạm phu ngô si, tội chướng sâu nặng, nghiệp chướng sâu dày. Con ngưỡng mong ngài mở lòng từ bi xót thương đến con và tất cả chúng sinh mà ngài gia hộ cho con cùng tất cả muôn loài, tội lỗi thảy đều tiêu tan, nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, phước đức ngày càng tăng trưởng, trí huệ khai mở, tất cả đều phát tâm từ bi, phát tâm bồ đề, tin sao nhân quả, sám hối tội lỗi nghiệp chướng để tu tập theo chánh pháp của Như Lai, đạo nghiệp sớm thành tựu viên mãn, mang lợi cho tất cả chúng sinh. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Đắc Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kệ tán thán ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Bồ Tát Địa Tạng nơi cõi nước phương Nam, hương hoa mây vẩn vũ lành tốt đẹp, trang nghiêm chư Phật tên Địa Tạng Bồ Tát mười phương tin, Địa Tạng nước vô lượng, lòng chứa hạnh lành, độ sanh ba số kiếp, tay cầm sẵn gậy vàng cứu chúng sinh cõi ngục, tay cầm châu sáng tròn hào quang khắp đại thiên, giúp tất cả chúng sinh chọn nên đạo vô thượng. Ngài Bồ Tát Địa Tạng khuyên dạy các chúng sinh giới định tuệ nghiêm minh, quy nơi Tam Bảo, thực tập tâm Bồ Tát, cúng dường cho cha mẹ, báo hiếu cho ông bà, giữ giới nên kiên trì, giúp người trong hoạn nạn an vui và tự tại, từ chối những lời mời, lời dục vọng thấp hèn, những phước báo đã làm, hồi hướng đến khắp nơi nguyện thoát khỏi sinh tử. Ngài Bồ Tát Địa Tạng khuyên dạy các chúng sinh tu tập hạnh Địa Tạng, được 28 điều lợi ích, được chư Phật hộ độ, được phước báo quả lành, được chứng đạt nhập lưu, được có tâm bồ đề, được thức ăn đầy đủ, được sức khỏe sống lâu, được tránh khỏi tai nạn, được tránh khỏi trộm cướp, được chúng sinh cung kính, được Bồ Tát hộ trì, được thân thể khỏe mạnh, được làm nghề nghiệp lành, được thân hình tướng tốt, được sinh về cõi trời, được làm bậc thánh vương, được trí huệ viên mãn, được vạn sự như ý, được gia đình hạnh phúc, được tiêu trừ tai họa, được dứt hẳn nghiệp ác, được đi đứng an toàn, được chiêm bao vui vẻ, được người thân thoát khổ, được sinh nơi an nhàn, được Bồ Tát người khen, được năng lực thông minh, được trí huệ từ bi, được tước giáo niết bàn, nó có trời đao lợi, Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng Đại Bồ Tát công hạnh rất rộng sâu, lời dạy đến ngàn sau, trời người đều thoát khổ. Nay con phát nguyện rộng, mãi mãi quy ngài Địa Tạng, tu tập hạnh Địa Tạng trên đền bốn ân nặng, giới cứu khổ tam độ, cùng pháp giới chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô thập phương thượng trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con xin phát nguyện học thuộc kinh Địa Tạng Bồ Tát để tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Con cầu xin thập phương Tam Bảo, Đức Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát và chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương hư không pháp giới, đại từ đại bi tác đại chứng minh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9, lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày những sự lợi ích làm cho trong vòng sinh tử đọng lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong 6 đường mà diễn nói những sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ đã chính phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm lòng xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại thì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, tạm thời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội đặng sinh tử trong 40 kiếp, cũng là vẽ đắp cúng dường tán thán người này được vô lượng vô biên công đức phước lợi, lại hàng hà xa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Biểu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này sẽ chọn hẳn không còn thối chuyện nơi đạo vô thượng chánh giác, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sinh lên 6 tầng trời cõi dục, hướng là Chí Tâm Xương Niệm, lại bất khả thuyết kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy với Phật trong chừng một niệm, người này sẽ được vô lượng các Đức Phật xoa rảnh thọ ký cho, lại hằng hà xa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Niêu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, ngày này nơi pháp hội của ngụy Đức Phật trong nghiền kiếp làm vị đại phạm vương đạt Phật thọ ký đạo vô thượng cho, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa ác đạo, thường sinh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thủ thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hằng hà xa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Biểu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ khỏi xoa đạo bác đạo, thường sinh ở tại cung trời, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu, lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là Biểu Thắng Như Lai. Như biểu tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời không bao lâu người ấy sẽ đặng quả sinh lòng cung kính, người ấy không bao lâu sẽ đặng quả Na A Na Hán, lại về thuở các vô tượng vô số hằng ngã xa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Chẳng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời ngày đã được siêu thoát chuyện sinh tử trong 100 đại kiếp, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời ngày đã được hằng ngã xa chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề, lại về thuở quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thánh Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tiệu Phật, Đức Diệu Thinh, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thương Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Tế Tôn như thế. Tất cả chúng sinh trong thuở hiện tại, thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một đức vật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là được nhiều danh hiệu những chúng sinh đó, lúc sinh lúc tử đọng nhiều phước lợi, không hoàn đọa và ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung mà hàng thân quyến trong nhà nhận đất một người vì người bệnh sắp chết đó, mở động niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thời người trước đó trừ đắp tội vô gián, các nghiệp ác khác đều tiêu sạch cả, năm triệu vô gián kia giờ rất nặng nề đáng nhẽ trải qua ước kiếp không ra khỏi đạo quả khổ, nhưng bởi đức lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng danh hiệu của chư thiêm niệm danh hiệu của chư Phật, người đó liền đọc những tội đó lần nặng, những tội nghiệp đó lần lần tiêu sạch cả, huống chi là những chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người đọc vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phẩm thứ 9 hết. Bổn thệ bổn hạnh Địa Tạng thệ nguyện rộng sâu gậy vàng châu sáng độ chúng sinh địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiền cảnh khỏi mắc khổ chấm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Đi So Ha.